Ôi ba con nghe nói là nhà mình có khách mọi người đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp con mời ba ăn trái cây trước hả? À? si sí, ra con thấy khỏe hơn chưa <laughs> dạ con đã đỡ rồi cảm ơn ba đã lo cho con ạ à. được rồi con nhớ giữ gìn sức khỏe đó biết chưa ừ. dạ không si à ăn trái cây nè con dạ trời đất ơi Cô làm tôi hết hồn luôn à Dạ tại cái dĩa trơn quá nên con bị trượt tay Cô gì ơi Mau ra giúp tôi dọn chỗ này đi Cho chị xin lỗi Chị đã làm em sợ có đúng không Tên của em Là Hong Si hả Em dễ thương quá à. Tên của chị là Park Chị rất vui khi được làm quen với em đó Hong Si <laughs> có chuyện gì vậy? Cô từng nói cô làm tình nguyện trong trại mồ côi mà. Sao con bé lại không thích cô chứ? Từ trước tới giờ không chỉ có sợ người lạ đâu. Ồ, quá ra con từng làm tình nguyện trong trại mồ côi hả? À, thật ra chuyện này cũng đâu có đặc biệt. Vì con là người rất thương trẻ con, cho nên những dịp lễ con thường đến trại trẻ mồ côi đó ba. Vậy mà không đặc biệt hả? Ba rất tự hào vì con dâu của ba có một trái tim nhân hậu đó. <laughs> ôi trời ơi tội nghiệp hông si quá con sợ sao à, dạ ba ơi con nghĩ là bữa tối xong rồi đó con mời ba vào dùng cơm ạ à? ừ. hông si à chúng ta đi rửa tay nha rửa tay sạch thì mới ăn cơm được chứ hông si rửa tay nha Em đang làm gì ở đây vậy? Tại sao em lại vẫn ở Hàn Quốc? Đáng lẽ phải ở Mỹ chứ? Đừng có nói là em vẫn ở chung với Kang Hari nha. Em thật sự muốn chị chết có đúng hay không hả? Chị đã dặn em bao nhiêu lần là không được sống ở đó rồi mà. Họ là người xấu, một đích của họ là muốn giết chị đây em biết chưa? Không phải đâu, họ đều là người tốt và hết lòng giúp đỡ em mà. Chị mới là người xấu đó. Chị chết đi, Chị đã bỏ rơi em còn gì nữa Em không có chị gái nào hứa Từ giờ em đã có ba mới cho mẹ mới rồi <laughs> Nói lại gì Sao chị có thể bỏ rơi em được Chị đã kêu phải chờ chị một thời gian rồi mà Em mau nín ngay cho chị Hôm si à Con làm gì mà rửa tay lâu quá vậy ơ sao còn khóa cửa vậy hồng si à à dạ hồng si nói là muốn đi vệ sinh nữa nên một lát mới ra được vậy lát nữa cô đưa con bé xuống phòng ăn đó xin hồng si hãy nghe cho rõ em phải giả giờ là không hề quen biết chị tuyệt đối không được gọi tên thật của chị hãy tỏ ra sợ hãi khi chị bước tới gần phải cố gắng tỏ ra thật bình thường và nếu ra khỏi đây mà em nói gì về chị, chị thề sẽ làm cho những người sống bên cạnh em chết hết đó. Như ba đã chết trước mặt em. Em nên nhớ cũng vì sinh em ra mà mẹ em mới phải chết. Bây giờ em muốn ba mẹ mới của em cũng chết như vậy hả? Em muốn như vậy có đúng không? Em đúng là một đứa xấu xa. Ba mẹ của em không được chứ. Vậy thì nhất định phải nghe lời chị. Hả? Em là một đứa trẻ ngoan. Đừng khóc nữa mà. Hả? đã nhớ hết những gì chị dặn chưa em sẽ giả bộ không biết chị ừ. không tỏ ra sợ hãi chị còn nữa điều quan trọng nhất đâu em sẽ không gọi tên thật của chị hôm si là ngoan nhất nếu như em chịu im lặng thì chị sẽ không để chuyện gì xảy ra hết Cô đã lấy tên bà xa Rồi bắt bãi nhận hết mọi tội lỗi của cô Cô cũng chính là người đã giết bãi rồi ăn cắp hết tài sản Còn nữa, tin được gì gì cô sống sung sướng như một bà quà trong căn biệt thự này Đã lan truyền ra khắp mọi nơi đó Cô đúng là một phù thủy độc ác Chính cô đã làm tôi rơi xuống vách đá Vậy mà cô còn sống yên ổn nữa hả Tôi sẽ không để cô sống như vậy đâu Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy hả Tôi không biết cậu là ai hết Thả tôi ra đi Cô không biết tôi hả Tôi biết là cô sẽ chối liền mà Tôi đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn Để tôi sẽ ra đầu thú Tôi thấy quá bất công khi chỉ có mình tôi chịu tội Tại cô cho nên tôi mới thành ra như vậy đó Ly gây qua Cô phải đi với tôi Chúng ta phải tới gặp cảnh sát để đầu thú Tôi muốn cô phải đi với tôi ngay bây giờ Đi thả mẹ tôi đó Xe chua nè à. Cứu mẹ Cứu mẹ xe chua nè Cô sẽ không thoát được đâu Tôi sẽ còn quay lại đó Ai vậy mẹ người đàn ông đó là ai vậy à, chắc hắn chỉ là một tên trộm giặt mà thôi thấy hắn lại giải trước cổng cho nên mẹ đã chửi hắn rồi hắn còn nói nếu mẹ báo cảnh sát thì hắn sẽ giết mẹ ăn trộm sao mẹ không sao chứ à, 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 mẹ mẹ không sao mẹ mau vào nhà đi ờ à, ờ à, được rồi con cứ vào nhà trước đi xe chua nè mẹ có một chút chuyện cần phải gọi điện ha mẹ phải cẩn thận đó gì chứ cậu ta đã thực sự sống lại rồi sao không thể nào rõ ràng lúc đó mình đã thấy cậu ta chết rồi mà là tôi đây anh ô anh mau gọi điện đến bệnh viện xác minh cho tôi một chuyện anh có dùng tôi tên biến thái hắn ta chết thật chưa anh làm ơn đừng hỏi gì hết kiểm tra ngay đi Hồng Si Ngồi đi con <laughs> Hồng Si à Sao mặt con buồn vậy Con mới khóc hả Cô nói vậy với Hồng Si sao Sao con bé buồn vậy Đúng rồi ha Hình như con bé mới bị la thì phải Hồng Si dễ thương như vậy sao con lại la Hồng Si lúc nãy con có nói với Hongxi si là từ bây giờ chúng con sẽ là bạn tốt của nhau, chị nói vậy có đúng không hả? Chị Xê-ra đã chuẩn bị tất cả những món ăn trên bàn này cho con đó Hongxi, si. con phải ăn hết nha. Con đã cố gắng hết sức để chuẩn bị những món đặc biệt này, hy vọng là Hongxi si sẽ thích ăn nó. Em hãy ăn thật ngon miệng vào. Xin chào cả nhà. Ừ. Cô bé này là ai? Cô bé này như là con gái của bà. Từ bây giờ con bé sẽ tới đây chơi thường xuyên, cho nên bà yêu cầu cả nhà phải đối xử tốt với con bé. Cô Tết ta ơi! Bây giờ chúng ta có thể về nhà được chứ? Chúng ta mới tới mà. Hôm nay cô thấy con lạ lắm nha. Ủa con không khỏe hả Hồng Si? Ôi trời ơi, tôi thấy Hồng Si vẫn bình thường mà. Chắc con bé cảm thấy choáng khi bước vào ngôi nhà giàu có thôi. Hồng Si à, Nhà này cũng bình thường à, không có lớn đâu con à. Cô tấp xa ơi, con muốn về nhà. Chị đã dặn em đừng tỏ ra sợ hãi rồi mà. Làm như vậy mọi người sẽ chú ý đó. Tại sao em lại dám quên lời hứa của chúng ta hả? <laughs> Chị hồi đã cảm ơn anh nhiều nha tôi nghĩ ly gây qua không dễ dặn rơi vào bảy trăm một lần anh này tiếp tục cố gắng giùm tôi đó là anh của tên biến thái hả mà nè cậu ta gặp cô ly rồi à ừ anh ta đã tới tận nhà nhưng cô ly lại chối là không quen biết anh ta cái mụ xảo quyệt sao cô ta có thể nói không biết khi nhìn thấy một người giống hệt kẻ mà cô ta đã sai khiến ừ. hả nếu cô ta nói biết thì mọi người đã phát hiện từ lâu rồi chắc chắn cô ta đã biết chi Hun không phải là kẻ biến thái bây giờ làm gì tiếp đây Tôi sẽ đưa cho cô Ly coi cái nhẫn này Vì cô ta dùng nó để mua chuột Nên cô ta sẽ tin thôi Chủ tịch Gu đã nói với tôi là Chiếc nhẫn này vô cùng quý giá Nó là một trong năm món của bộ trang sức Sapphire đó ờ. Hai người nhìn nè Đây. Ờ. Ừ. Nhẫn bông tai dây chuyền vòng tay Rồi trâm cài áo nữa Tất ờ. cả đều là Sapphire Ly gây qua đã lấy đi bộ trang sức thật Cô ta đưa từng món cho những người mà cô ta muốn sai khiến Cho nên những cái này đều là giả hết Những món đồ thật sẽ được khắc số thứ tự trên đó cái nhẫn này được khắc số 3 nè. Vậy là năm món trong bộ trang sức này được đánh số từ 1 tới 5 hả? Nếu như chúng ta có thể tìm được những người đang sở hữu bốn món trang sức còn lại, thì chắc chắn sẽ biết mụ phù thủy Ly đã làm những gì. Trời ơi, sao lại tìm những người đó hả? Có những món đồ này trong tay họ đã bán từ kiếp nào rồi? Món đồ trang sức quý giá như vậy không phải nói muốn bán là bán liền được. Chỉ có những chuyên gia thẩm định mới nhìn ra được giá trị của nó. Chuyên, chuyên chuy gia. Hiểu rồi. Chúng ta dựa vào điểm này để kiếm những món còn lại của bộ trang sức. Có chắc chắn là sẽ tìm được không hả? Cô cứ tiếp tục hợp tác với Chi Hôn để tra tới gây qua. Tôi sẽ đi tìm những món còn lại của bộ trang sức. Ừ. Và nếu ra khỏi đây mà em nói gì về chị, chị Thề sẽ làm cho những người sống bên cạnh em chết hết đó. Như ba đã chết trước mặt em. Đừng mà, đừng mà chị. đừng mà đừng mà chị Hồng si bị làm sao vậy không lẽ bị sốt hả lúc ở nhà chủ tịch con đừng bé không chịu ăn gì hết là do ông đúng mà. không đừng nói là ông lại bắt con bé hông si làm việc nhà nữa nha ăn nói tầm phào không à tôi đã nhận hông si làm con nuôi rồi sao có thể bắt con bé làm việc nhà chắc con bé nóng lắm nó đổ mồ hôi quá trời kìa để tôi trời ơi ông làm con bé bị bệnh giờ thiệt hả phải rồi ha ông đi in nè ngày mai là ngày đầu tiên Hồng Si tới trường mới đó vậy thì sao ông cứ thử nghĩ đi chắc chắn ba mẹ của bạn bè Hồng Si ai nấy cũng đều trẻ đẹp hết chắc Hồng Si thấy như vậy nên mới căng thẳng tới phát bệnh tội con bé quá vợ chồng chúng ta đã già rồi nếu dẫn con bé đi học con bé sẽ xấu hổ cho coi ôi trời Hồng Si à. L làm sao đây mẹ thấy có lỗi với con quá Hôm nay Hồng Si sẽ nhập học ở trường mới, để anh vô chuẩn bị đưa con bé đi học nha. Dạ không cần, ba mẹ đã dành phần đưa Hồng Si đi học rồi. Ở trời, cái gì ở vậy? Trời. Trời. trời, sao ba mẹ lại ăn mặc lố như vậy hả? Sao vậy? Tới trường, tới Còn trường ngoan, tới, tới trường. Trời. Ôi trời. À. Cái gì, cái xin oh, chào, yeah. <laughs> xin oh, chào các oh, con. Oh, yeah. Xin yeah, yeah, oh yeah. Oh, Ô, yeah, oh yeah, oh yeah. Xin chào cô. Tôi là ba của Hong Si Na, okay. De y. <laughs> Còn tôi là mẹ, cô Sang Mi. <laughs> dạ, chào ba mẹ của Hong Si. Cô biết không, chúng tôi rất thích cuộc sống của người trẻ. <laughs> Hip hop nè Oh yeah, yeah, baby, baby, baby. Viên <laughs> cô hãy chăm sóc cho Hong Si nhà tôi có được không? Hong Si à, con hãy vui vẻ với bạn bè mới nha chiều nay ba mẹ sẽ quay lại đón con được không nè? Thì ba con đi học, Thế mẹ con đi học, con ừ. gái sẽ học thật ngoan ạ. À. Chúc con gái yêu một ngày vui vẻ. Vào mm. <laughs> đi con. Vào đi con, học tốt nha con. Oh yeah. Đi con, si. Yeah. yeah. Đi. Oh oh. Kang oh, oh. <laughs> Hari, Bây giờ cô đã nghỉ làm ở mỹ phẩm Ruby rồi. Chắc cô không cần tới kế hoạch này nữa đâu ha. Sao cô lại đưa tôi đồ này? Đây là đồ của cô, chủ tịch đã căn dặn, từ bây giờ chúng tôi chỉ gọi cô là cô Ly thôi, và chủ tịch sẽ là người giám sát trực tiếp công việc của cô. <laughs> chủ tịch sẽ giám sát công việc của tôi hả? Bỏ nó đi, tôi không mặc đồ người giúp việc lâu rồi. Cô nghe tôi nói cho rõ đi, nếu cô dám mở miệng gọi tôi là cô Ly thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ đuổi cô, cô ra khỏi nhà này Cô nói gì không? vậy cô Ly? Dạ, chào chủ tịch. Cô nghĩ mình lại mà dám nặng lời với chị cô hả? Sở chỉ tôi đồng ý cho cô vào nhà vì cô cầu xin làm người giúp việc, cô còn lớn tiếng được hả? Cô muốn bị đuổi ra ngoài lần nữa sao? Dạ, chủ tịch đã hiểu lầm tôi rồi. Thật ra mọi chuyện là... Chị Go nghe tôi nói đây. Từ bây giờ chị sẽ là quản gia. Những người còn lại phải tôn trọng chị ấy và xem như tiền bối. Có biết chưa? Dạ, thưa chủ tịch. Chị Go sang Bi nhờ chị chăm sóc ngôi nhà chủ tịch không cần lo đâu tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó đảm bảo trật tự của cái nhà này và xử lý những người giúp việc làm biến ạ à? con chào ba ồ oh, con khỏe chưa mà tính đi làm vậy hả dạ rồi hôm nay con phải chuẩn bị một buổi họp đó ba à ba con có thể đi chung xe với ba tới công ty được không ạ à? tại vì xe của con đã được đem sửa rồi mà khu vực nhà mình thì khó bắt taxi Được rồi, con không cần bắt taxi Ba sẽ cho con quá giang tới công ty Được rồi, lên xe đi Dạ con cảm ơn ba nhiều lắm <laughs> Được làm. rồi ờ trời, con xin lỗi à, ba Không sao đâu, để ba phụ cho Rồi, cái này Hình như Đây là kế hoạch mới hả à, Ba ơi, con xin ba đừng coi Đây chẳng qua là bản kế hoạch về sản phẩm mới trên nhát của con nhưng mà chị Sê cân đã ngừng việc này nên kế hoạch của con đã bị quản lại đáng lẽ Sê cương phải đưa bà coi chứ sao lại quỷ hả dạ chị chồng nói sẽ không có lợi nhuận con đã nghiên cứu rất lâu mới có thể ra được sản phẩm nên hơi tiếc nhưng với cương vị điều hành thì chị sẽ biết cái nào là có lợi giờ thì nó đã hết giá trị ba cho con xin à, lại khoan đã con vô à. đây là kế hoạch phát triển sản phẩm sao lại không có giá trị chứ hả à. ờ à. <laughs> có chuyện gì vậy con trễ làm rồi tranh thủ cũng có vợ con ở đây nói chuyện với mẹ một chút đi vợ của con á nó đòi mẹ cho nó tòa nhà ở áp trên cho bà con để lại nó có nói với con không hả mẹ có chắc là cô ấy muốn xin tòa nhà ở áp trên không rõ ràng là nó nói như vậy mà nó còn nói đây là phần quà nó đáng được hưởng bởi vì nó đã giúp mẹ vào nhà vợ con là một tiểu thư giàu có mà sao còn tham lam nữa nếu như mẹ muốn trao tòa nhà này cho ai thì người đó phải ai mẹ mới đừng là nghĩ tới con. con cứ cho cô ấy đi cái gì chứ vợ con nói đúng mà rõ ràng nhờ cô ấy nên mẹ mới được vào nhà gia đình cô ấy kinh doanh rất thuận lợi về những thứ liên quan tới bất động sản nên chắc cô ấy cũng được tự hưởng một chút ít của gia đình mình con nghĩ cô ấy có lý do nên mới xin tòa nhà này mẹ cứ đưa cho cô ấy đi ha hmm? giao cho con dâu có an toàn không đi sao mấy ngày nay mình cứ gặp chuyện gì đâu không à hết chuyện chủ tịch rồi tới tên biến thái Bây giờ thậm chí người giúp việc trong nhà còn kiếm chuyện với mình nữa chứ. <laughs> nè, cô đang làm cái gì trong phòng tôi vậy? À, dạ, em chào chị chồng. Chị chồng. Cô nghĩ mình là ai hả? Sao cô dám... Cái gì đây hả? nè đầu óc cô có vấn đề hả cô muốn chết chứ gì sao cô dám bỏ bản thân chị tên không đọc được... thông báo bổ nhiệm sao trên đường tới đây chị không thấy à bây giờ tôi là tổng giám đốc bắt đầu từ giây phút này cái gì đừng ảo tưởng nữa cô biết mình nói gì không cái gì tổng giám đốc hả à, tại chủ tịch thông báo đổi nhân sự đột ngột tôi nhiều việc quá nên không nhớ để bàn giao với chị à... nè cô nói đi cô đã giỏi thủ đoạn gì vậy sao cô dám cướp vị trí tổng giám đốc của tôi hả một đứa không biết gì như cô tại sao lại dám đúng rồi tôi không biết gì nhưng rốt cuộc đã sao chị vẫn thua tôi thôi hả cô đúng là một con điên mà chị thua tôi rồi chị chỉ biết đánh người thôi hả chị có khác gì tôi đâu mà nói chị cũng là một kẻ tham lam cầm miệng lại cho tôi cô mà dám nói nữa tôi sẽ không để cô yên đâu cả công ty này đều biết rằng chị đi ngoại tình Sở dĩ chúng tôi làm việc không tốt vì chị cứ ngoại tình không chịu hoàn thành trách nhiệm của mình đó Làm việc tệ như vậy thì mất chất tổng giám đốc là chuyện đương nhiên thôi Tôi nói sai à Một kẻ đi ăn cắp sản phẩm của người khác như cô thì lấy tư cách gì mà lên mặt với tôi hả Hình như cô đã quên thân phận của mình rồi ha Cô không phải là bác xe ra mà là giang đanh hi Nếu bà tôi phát hiện ra thì cô sẽ chết đó <laughs> Anh có chắc người cắt ống dầu thắng chiếc xe của Kichan sẽ không tiết lộ chuyện này chứ anh hãy kiểm tra lại giúp tôi xem có bằng chứng hay có nhân chứng nào khác hay không tuyệt đối không được để ba tôi thấy bất cứ chứng cứ nào chị đang nghĩ gì mà đi hù dọa tôi vậy hả chị đừng có quên đoạn ghi âm này vẫn còn hiệu lực nè vàng đan hi! hét lên thì được gì tôi nghĩ chị nên để dành sức để đi gặp ba và cầu xin sự tha thứ biết đâu thấy tội ông ấy sẽ chịu suy nghĩ lại rồi giao chức trưởng phòng cho chị Điều... bà tại sao bà lại thông qua quyết định thay đổi nhân sự mà không bàn bạc bà trước với con con không chấp nhận bác sẽ ra làm tổng giám đốc vậy chuyện ly hôn của con thì sao hả hai đứa kéo nhau ra tòa con có bàn bạc với ba không hả dạ thưa ba thực ra chuyện đó ba biết chuyện ly hôn là vấn đề của hai đứa nhưng john ha là cháu của ba mà tại sao con lại từ bỏ quyền nuôi con hả còn nữa điều kiện ly hôn của con là lấy hết cổ phần của john ha và quang sưng john ha là con trai con bà sao con đổi nó lấy cổ phần hả con làm như vậy cũng là vì john ha đó ba Bà cũng biết anh Quang Sương chăm sóc cho dân Hà tốt hơn con rất nhiều mà. Tòa tuyên bố có định kỳ mỗi tháng một lần, con vẫn được gặp thằng bé thưa ba. Cô còn nói ra được những lời này sao? Dân Hà là cô sinh ra, sao con lạnh lùng vậy? Bây giờ giữa con với anh Quang Sương không còn tình cảm gì hết. Nhưng ba thậm chí nếu chuyện ly hôn đó là lỗi của con thì ba cũng không nên cho bác xe ra làm tổng giám đốc. Còn thế ba không công bằng nên phân biệt rõ ràng giữa công việc và chuyện riêng chứ. nhìn đi công việc con đang nói là cái này hả lấy tiền công ty lập công ty ma rồi quỷ đen con tính giải thích sao đi. dạ thưa ba bất cứ tập đoàn lớn nào cũng đều có quỷ đen cho mình hết mà cái này là để đề phòng cho những trường hợp khẩn cấp và đôi khi chúng ta cũng cần phải trốn thuế nữa đáng lẽ ba điều hành tập đoàn lâu rồi ba phải biết những điều này ba chứ ba chưa bao giờ điều hành theo kiểu này <cười> <cười> có phải là tên chu tây xu đó đã, đã xúi giục con cho nên con mới lập công ty ma 60 tỷ con mau trả lại cho ba con không có. Chú Tê -xu đã mang số tiền đó đầu tư cho một trang mạng đánh bạc ở Trung Quốc và mất hết tất cả rồi. Tới lúc này mà con còn định nói dối ba nữa hả? Anh Hi An đã nói với ba, số tiền 60 tỷ won đó cô ấy đã trả cho con hết rồi. Ba cho con cơ hội cuối, đưa cho ba số tiền đó ngay. Con đã nói sự thật mà. Con không biết Kim Minh Hàng nói gì mà khiến bà tin cô ta như vậy. Nhưng thực sự Tê -xu đã lấy hết số tiền đó rồi. Ba ơi ba, xin bà hãy tin lời con nói đi mà. Bây giờ Tê Su đang ở đâu? Con đã cố gắng tìm nhưng không thấy anh ta ở đâu hết. Ba ơi, ba, con xin ba hãy rút định lại chuyện. Ba sẽ tìm hắn ta. Ba mà biết những điều con nói là dối trá, thì con đừng hồng đặt chân vào công ty này dù là một bước. Con nên cảm thấy biết ơn mới phải. Nếu con không phải là con gái của ba, thì ba bỏ tù con rồi. Ba ơi, xin ba tin. ra ngoài. Ba ơi. cứu tôi với có ai ở đây không cứu tôi với Cô đang ở đâu vậy sao mấy ngày nay không thấy ai ở đây hết vậy à, sao kia cô định trốn sống tôi ở nơi này hả à. Cô nghĩ tôi dễ chết vậy sao? Không bao giờ Cô hãy đợi đó Tôi sẽ tìm cách thoát khỏi đây Rồi tới tìm cô báo thù à. Trời. Trời. À. Sao mình không giống nhích được vậy? À. Mọi người ngồi đi Cảm ơn hơi đói quá cô làm cái gì vậy cô cô chưa cầm muỗng lên mà sao cô dám cầm lên trước vậy hả cô ly à cái gì cô ly hả nè cô xuất Gia, tại sao cô dám gọi tôi là cô ly hả trời đánh tránh bữa ăn sao cô cứ hét lên trong bữa ăn hoài vậy <laughs> được làm quản gia chắc là vui lắm ha làm ơn nhìn lại mình đi cô bớt coi thường người khác một chút đừng quên tôi là sếp trực tiếp của cô đó nha nè làm sếp cô đám người giúp việc có gì hay ho đâu mà lên mặt đừng có làm dụng quyền hành như vậy nghe chưa tức giận hả không vui sao? Không vui thì ra khỏi nhà này đi cô Ly à. Đây là lời chủ tịch đã nói. Tôi chỉ lặp lại để răng đe một số người thôi. <cười> <cười> Mọi người ăn đi. Dạ. À. Họ dám làm vậy hả? Mẹ không cần lo. Con sẽ tìm cách nói chuyện với ba về mấy người giúp việc hỗn láo đó. Và con tin chắc ba sẽ không bỏ qua cho họ đâu. À mẹ ơi, bây giờ con đang họp với các nhân viên Họp xong con sẽ gọi cho mẹ sao Dạ Hơi, Đúng là cái đồ phiền phức Có chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng mét nữa Nếu bà ấy không có cổ phần trong công ty Thì mình cũng không thèm nói chuyện với bà ấy rồi Mà thôi, cứ coi như là vì tiền Phải làm chuyện này vậy Ơ, anh Sơ Wow Chúc mừng cô nha Cảm ơn anh nhiều lắm anh Sejun. Bây giờ anh đã là nhân viên chính thức của công ty, cho nên mọi cố gắng của anh sẽ được ba ghi nhận hết đó. Anh đừng lo lắng gì nha, em sẽ giúp anh trở thành chủ công ty. <laughs> chủ hả? À, cô muốn xin tòa nhà ở Abu trên có đúng không hả? Mẹ đồng ý rồi, mẹ kêu tôi qua gặp cô lấy giấy tờ đó. Anh nói thật hả? Nhưng mà cô không thể ký hợp đồng dưới tên bác se ra được. Còn nếu như cô dùng tên thật của mình thì chắc chắn mẹ sẽ biết ngay. Cô nghĩ sao nếu mở công ty luật sau khi sáng lập tôi và cô sẽ cùng nhau điều hành công ty đồng thời giấu đi danh tính của cô vậy thì cô ký hợp đồng được rồi em thấy ý kiến này cũng hay đó anh à nhưng tại sao anh lại giúp em vậy tại sao hả chồng thì phải giúp vợ của mình chứ vậy cũng hỏi nữa cô không thích sao nếu không thích thì thôi à không phải đâu em chỉ đang suy nghĩ thôi cảm ơn anh nha sê Chương. được rồi tôi về nha rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy s chúa? gì đó đây sao cô quay lại đề nghị lần trước của tôi không biết bà đã cân nhắc chưa tôi tưởng tôi trả lời cho cô rồi chứ tôi sẽ chăm sóc dan hy theo cách riêng của tôi bà đã biết rõ dan hy là ai tại sao bà nói những lời như vậy hả cô ta đã ăn cắp thân phận con gái của bà vậy mà bà còn che chở cho cô ta được sao nếu như bà đúng là mẹ của bác xe ra thì bà nên nói sự thật này cho gia đình tôi biết để họ tống khứ cô ta ra khỏi nhà mới phải tống khứ cô ta đi hả kỳ lạ thật cô là người hiểu đan hi mà sao cô không tự tiết lộ có phải cô ta đã nắm được bí mật gì của cô không nên cô mới tới đây nhờ tôi tiết lộ sự thật sở dĩ tôi không tiết lộ vì tôi không muốn gia đình tôi gặp phải những rắc rối không đáng có nhưng mà tôi không thể chấp nhận một người hèn hạ như cô ta lại sống chung nhà với tôi được tôi đã nói tới như vậy rồi bà còn chưa hiểu cho tôi hả bà làm ơn hãy giúp tôi đi nếu như tôi giúp cô thì chuyện gì sẽ xảy ra với đàn hy thì cô ta sẽ bị đuổi đi đây chỉ là cuộc hôn nhân giả cô ta sẽ phải ly hôn thôi <laughs> ly hôn thôi hả? À? cô nghĩ là tôi lặn lội từ mỹ về đây chỉ để bắt cô ta ly hôn thôi sao lỡ sau đó cô ta tự dẫn thì sao mọi chuyện đâu dễ vậy à, dạ tôi sẽ giống như một con rắn siết cổ cô ta từ từ tới chết. Tôi sẽ làm cho nó đau đớn tới khi nó cầu xin tôi giết nó đi. Những gì nó đã làm với xê ra, tôi sẽ bắt nó trả lại gấp ngàn lần. Nếu muốn làm vậy, tôi phải đùa giỡn với nó nhiều hơn. <laughs> thật là thú vị. Chắc chắn nó sẽ điên cuồng giữ lấy những gì nó cần. <laughs> tôi thấy không cần thiết phải làm vậy. Một khi gia đình tôi phát hiện được sự thật, thì tôi nghĩ lúc đó sẽ còn nhiều điều thú vị hơn bây giờ nữa hãy làm theo lời tôi đi chắc chắn bà sẽ không hối hận nói rõ hơn đi giang đan hi thực ra cô ta còn làm nhiều điều sai trái vượt quá sức tưởng tượng của bà đó bà hãy là người bắt đầu còn tôi sẽ lo phần còn lại cô nói khó hiểu thật còn chuyện gì về cô ta mà tôi chưa biết nữa coi bộ chuyện càng thú vị rồi ha mẹ ơi mẹ con biết mấy ngày qua mẹ rất vất vả Mẹ dùng cái này để bồi bổ sức khỏe nha Trời ơi Con không cần phải làm như vậy đâu <laughs> Mẹ cần phải giữ gìn sức khỏe Trong nhà này ngoài mẹ ra Con không biết dựa dẫm vào ai hết Mẹ biết mà có đúng không Cảm ơn con dâu nhiều lắm Mẹ cũng chỉ biết dựa vào con mà thôi Mẹ Chuyện tại nhà ở Abgujan mẹ đã hứa với con đó Anh Chu nói là con với anh ấy nên thành lập một công ty ở đó trước dù sao tụi con cũng mới kết hôn cách đây không lâu nên để một mình con đứng tên anh ấy sợ là mẹ sẽ thấy không thoải mái cho lắm xe chua nhà con muốn mở một công ty hả ừ. nếu như bây giờ mở một công ty thì cũng thuận lợi cho công việc đầu tư bất động sản sau này hai đứa cứ làm đi à, dạ con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con à phải rồi sinh nhật năm nay con muốn mẹ tặng quà gì ừ, mẹ vừa nói sinh nhật con sao trời đất ơi chắc làm việc nhiều quá cho nên con không nhớ gì hết ngày mai là sinh nhật của con mà đây là sinh nhật đầu tiên khi con đến làm dâu nhà này mẹ vừa nói ngày mai là sinh nhật con hả mẹ ruột của con đã gọi điện cho mẹ nói như vậy mà bộ không đúng hả bà ấy còn nói ngày mai bà ấy sẽ tới thông báo chuyện gì đó rất quan trọng nữa mẹ con gọi sao cô nói ai tới ạ à? ồ oh, là bé hồng si cô bé rất thân với minh lên lê có vẻ bà con rất thích con bé thì con bé thất lạc bà con đã tìm ra nó con không biết gì hả à, dạ con biết chứ cô con cũng muốn được thân thiết với con bé hơn <laughs> vậy tốt rồi phải rồi hồng si con bé đó là em gái của dani mà tại sao mình lại không nghĩ tới con bé chứ Anh nói thật sao? Con gái xe kiêng của anh muốn xin lỗi em á hả? Ờ, à, chắc con bé biết lỗi rồi. Dù sao thì anh cũng muốn mời em tới nhà anh mà. à phải rồi, nhớ dẫn Hồng Si theo. Dạ em nhớ rồi, ngày mai gặp anh nha. Không lý nào xe kêu muốn xin lỗi mình đâu. Chắc chắn của ta có mưu. Ừ nhà à, em chuẩn bị thức ăn cho ai hả? Dạ em đang làm vài món mẹ em thích ăn Ngày mai em sẽ đi thăm mẹ Dạo này bận quá em không có thời gian đi thăm mẹ Em thấy có lỗi quá chị Em định tới viện dưỡng lão vài ngày để làm bạn với mẹ Ganh tị với em thiệt đó Ước gì bây giờ mẹ chỉ còn sống Mà cái gì đây em mua quần áo cho mẹ luôn đó, hả Trời ơi đẹp quá Đồ này mẹ mặc đi dự tiệc được luôn nè ừ. Khi nào chán mặc đồ bệnh nhân mẹ em có thể mặc nó Chị muốn đi thăm mẹ em với em quá Nhưng mà hôm nay chủ tịch mời chị qua nhà Trời ơi chị cứ qua đó đi Em chỉ muốn hẹn hò riêng với mẹ của em thôi Chị đừng có làm kỳ đặc cản mũi Chưa, Nhìn tình cảm hai người làm chị ghen tị thiệt Anh <laughs> Hàng à, chị sẽ phụ em làm món cá cơm Lần trước làm ít quá, mẹ ăn không có đủ Lần này chị sẽ làm nhiều hơn Mẹ cũng nói là tay nghề nấu ăn của chị tốt hơn em nhiều lắm Dạ, mẹ em khen rất đúng <cười> <cười> Đang yên đang lành tự nhiên tổ chức sinh nhật Lại là bà ta nữa Chắc chắn bà ta muốn công bố thân phận thật của mình để mới tập trung mọi người lại. Bây giờ mình phải làm gì đấy? Phải làm gì đấy? À... Chị vào tầng đây tìm em có chuyện gì không vậy? Tôi nghe nói là hôm nay sinh nhật cô. Chúc mừng nha. À mà sinh nhật của ai vậy? Dạ anh Đan Hi. Hay là sinh nhật của bác Sera? Wow... Một người có hai sinh nhật trong năm thích thiệt đó. Công nhận là cô có phúc ghê đó Đan Hi ạ. À? <laughs> chị chồng. Chị ganh tị vì chị mất đi vị trí quan trọng trong nhà sao? Đó không phải là lỗi của em, em không hề đẩy chị ra mà do chị không đủ tiêu chuẩn nữa đó chứ. Nên chị làm ơn đừng đổ lỗi cho em nữa. Cầm miệng lại cho tôi. <laughs> Nghe tôi nói cho rõ đây Giang Đan Hi bây giờ cô mau đi tới gặp ba tôi và nói với ông ấy cuộc không xứng đáng nhận chức tổng giám đốc của công ty nếu cô không làm như vậy tôi sẽ khiến cô bị đuổi ra khỏi nhà thê thảm đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô tôi sẽ không nương tay nữa đâu người liên lạc với mẹ của bác sẽ ra chính là chị có đúng không hả không phải ban đầu thì tôi không biết ở mỹ cô đã gây ra rắc rối gì mà khiến cho bà ta phải làm tới như vậy nói thật nha tôi mà biết bà ta đang điên cuồng tìm cô thì tôi đã ra tay hành động trước rồi rốt cuộc là bà ta đã nói gì với chị hai chị nói đi những chuyện mà cô đã làm ở mỹ cô đã khiến cho pashê thật nằm đó như một người thực vật bây giờ cô còn ăn cắp thân phận của cô ta để sống cuộc đời của cô nữa tôi cảm thấy sợ cô thiệt đó và Hi à cái gì đây chứ sê chân và mẹ của sê ra hợp tác với nhau để trả thù mình hả mọi người mau ngồi xuống đi tôi sẽ nói ngắn gọn nhiệm vụ ngày hôm nay chủ tịch đã dặn dò chúng ta hôm nay là sinh nhật của phu nhân baby chúng ta phải chuẩn bị một bữa tiệc thật là thịnh soạn vì vậy mọi người đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi phải làm việc thật chăm chỉ có biết chưa tôi sẽ gửi cho mọi người những món ăn mà chúng ta cần phải chuẩn bị cô truyền cho mọi người giùm tôi còn cái này là của cô ly cái gì đây? sao tôi phải làm nhiều món ăn như vậy chứ? vẫn ra ý cô là sao? nấu ăn cho sinh nhật con dâu mình cô không làm được hả? À, không phải nhưng mà chúng ta có nhiều người giúp việc ở đây mà sao? cô định không làm hả? nếu như không làm thì hãy rời khỏi nhà đi à. cô ly! tôi biết rồi, tôi sẽ làm, dự lòng cô chưa? tôi sẽ làm mà! Vào đi. Thưa khi kia mà, bây giờ tôi sẽ nghỉ trưa một chút, khoảng 30 phút nữa anh nhớ đánh thức tôi. lúc nãy uống thuốc xong, tự nhiên tôi thấy buồn ngủ quá. Đúng 3 giờ thì kêu tôi dậy nha. Cô dọn phòng mà, cô có đem khăn trải giường mà tôi nói không? Còn nữa, cái giường này nằm không thoải mái chút nào hết. Cô không nghe tôi nói gì hả? Sao cô lại không trả lời? Lát nữa chúng ta cũng gặp nhau mà. Sao cô nôn nóng tới vậy hả Danhi? Đồng phục người dọn phòng phù hợp với cô thật đó. Gây tội ác làm chi để bây giờ sợ? Đáng lẽ cô nên sống với thân phận thật. Làm gì cũng nên lượng sức, ai kêu cô trèo cao để đội té đau chứ. Tôi có trèo cao hay không liên quan gì tới bà? Những gì mà tôi đang có không phải là do tôi tham lam. Tôi cũng đã phải cố gắng nỗ lực đấu tranh mới có được. Một người muốn dương lên thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Cũng là xấu à. Con dung dơ bẩn, nó có giải dụa thế nào thì nó cũng là con dung thôi à. Mỗi người khi sinh ra đã có số phận khác nhau rồi, biết chưa? Tôi đã lệ lục gian sinh bà để tôi yên. Nếu bà vẫn muốn giết tôi, thì cứ giết ở đây đi. Nhưng mà, bà đừng hòng có được đôi mắt của tôi. Con gái bà chính là người gây sự trước, tôi chỉ phản ứng tự vệ thôi. Nếu bà vẫn còn muốn trả thù tôi, thì bà giết tôi đi, giết tôi đi. Có vợ thì giết, giết tôi đi. Đúng là mặt dày, cô không làm gì sai sao? cô đã làm cho xe ra nằm một chỗ vậy mà còn nói là mình không có lỗi hả giết cô ở đây là một chuyện quá dễ dàng đối với tôi rồi dám thách tôi hả có vẻ cô không sợ chết hả nếu như giang đanh hi biến mất thì cũng không ai thèm đi tìm đâu bởi vậy cô mới lấy thân phận của con tôi để sống cuộc sống này biết điều thì hãy lặng lẽ chết đi <laughs> vậy thì cô chết đi hôm nay tôi sẽ cho cô chết ngay tại đây chết đi dân... <laughs> tỉnh lại đi tỉnh lại <laughs>

đây chính là cơ hội của mày mày không thể đầu hàng với số phận được <laughs> <laughs> yeah. Uh, um. <laughs> Cô Nhân ơi <laughs> phu nhân ơi phu nhân có trong phòng không phu nhân ơi ít cả. Ồ, Ồ, vô tôi sẽ bắt cô phải trả giá. không sao đâu sẽ không sao không có gì đâu xảy ra đừng có sợ dạ xin chào dạ tôi gọi vì muốn kiểm tra bánh đã đặt tôi tên là bác xe tôi đã dặn năm giờ chiều gửi tới trên mặt bánh ghi là chúc mừng Sera sinh nhật vui vẻ mẹ yêu con rất nhiều anh nhớ chưa vậy Nhớ phải giao đúng 5 giờ nha Được rồi Sẽ không ai phát hiện đâu Hôm nay mình chỉ ở nhà thôi Mình đang bị cảm sốt mà Cho nên đã Đã uống thuốc và ngủ ở đây Bọc Mọi chuyện sẽ ổn thôi sẽ ổn. quá wow. bộ đồ này hợp với mẹ quá trời <laughs> mẹ của con đẹp thiệt á <laughs> mẹ ở đây suốt mà cần gì đồ đẹp chứ cũng cần mà mẹ con sẽ đưa mẹ đi ngắm hoa dại nè rồi đi biển ngắm bình minh mẹ có chịu hay không vậy <laughs> mẹ à từ giờ con sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ Con sẽ tới thăm mẹ thường xuyên Không cần đâu con Tê Xu để ai chăm sóc đây Phải rồi Sao con không đem Arum tới đây luôn vậy Lâu rồi mẹ không gặp cháu của mẹ Lần sau nha Lần sau con sẽ dẫn Arum tới <laughs> Mẹ con đi vệ sinh một chút nha Ừ con xin lỗi mẹ con chỉ làm được như vậy cho mẹ thôi con thật sự xin lỗi mẹ chuẩn bị mấy cái tim dạ được bác sĩ có chuyện gì vậy mẹ của tôi bị sao vậy mẹ ơi tim mẹ của cô bị ngừng đập rồi chúng tôi đang cố gắng cấp cứu cho bà ấy mời cô ra ngoài đi ạ à? tim mẹ tôi ngừng đập sao Rõ ràng lúc nãy mẹ tôi rất ổn. Bà ấy cũng nói chuyện với tôi về chuyện gia đình nữa mà. Mẹ à! Mẹ à! Mẹ à! Mẹ à! Mẹ à! Mẹ đừng có giỡn với con chứ Mẹ đã hứa đi du lịch với con rồi mà Mẹ à, mẹ cười với con đi Mẹ đừng có nằm yên như vậy nữa Mẹ mở mắt ra đi mà mẹ Con xin mẹ Xin mẹ đừng bỏ con lại một mình mà Trên đời này con không còn ai ngoài mẹ nữa mẹ à con xin mẹ bỏ mất ra nhìn con đi mà mẹ à, mẹ đừng có đi như vậy mẹ à mẹ à, mẹ thích vậy thích vậy đi bờ. mẹ à, mẹ à. Cạn đi. 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 Uống hết luôn nha. <cười> <cười> Ai, tôi tiêu rồi. Hôm nay em phải dọn đồ dây chai nhưng mà em lại quên mất tiêu luôn á. Để anh phụ nha. À, vậy dạ thôi, vậy dạ thôi. Anh cứ uống bia với bà của em đi ha. Đâu có mất à, thời gian đâu, à, em tự làm ơi, được cứ mà. Thôi, nó, còn ừ. uống với bà đi. Dạ, con biết rồi. nhanh lên, nhanh lên, lên. Dạ, dạ. Ồ, hình như có người gọi cho con à à mình nghe đây cậu nói cái gì chứ cậu với bạn trai chia tay rồi sao ôi trời ơi chắc là cậu buồn lắm ha đợi mình một chút nha con xin phép con ra ngoài nghe điện thoại một chút ha ừ được rồi à, sao ồ trời ơi hai c đúng là chưa, một người bạn không tốt, người đúng tốt đúng tốt không <laughs> uống đi mấy đứa cầm đi lên cạn dạ. cạn <laughs> Ừ. ừ. Ôi ờ, trời ơi ba bị sao vậy ba đau bụng hay sao vậy ba xin xin lỗi ba phải đi mà ba đi đâu ba phải đi vệ sinh một chút à... hai đứa cứ uống đi khỏi chợ ba uống đi uống đi à... dạ ba đi đi à... nhanh lên nha ba nhanh lên nha à... ba à... được rồi anh với em uống à, ngon thiệt đó Ờm, um, hai đứa kia làm gì mà lâu dữ thần chán quá ha hay là anh với em hát một bài nhé <laughs> anh định hát bài đồng cỏ chứ gì đương nhiên anh chỉ biết có bài đó thôi à không hiểu sao dù nó là bài hát xưa lắm rồi nhưng mà anh vẫn thích nó bài hát làm em nhớ tới phu nhân sa bà cũng rất thích bài hát đó giống như anh vậy à phải rồi đúng là bà sa rất thích bài hát đó vậy cùng hát bài đó đi một hai ba bốn hu ya cuốn con hiện lành tân vui đùa trên đồng xanh ấy thiên nhiên vui thật sao anh bị sao vậy lại đau đầu nữa hả oh. Oh

mình còn hát bài đồng cỏ với bà nữa. Nè, Sarah, Sarah, con bị làm sao vậy? Con ngủ suốt từ sáng tới giờ luôn đó. Hả? À... Chắc là thuốc bác sĩ cho con, trong đó có thuốc ngủ. Con đã ngủ không biết gì hết. Mà mẹ ơi, mấy giờ rồi mẹ? Ôi trời, con không ngờ trời tối đến vậy rồi. Mọi người trong nhà đang chờ con với bàn ăn hết rồi kìa. Con mau thay quần áo đi rồi xuống. Dạ mẹ chờ con, con thay đồ xuống ngay ạ. À? Nhanh lên đó, mẹ xuống trước đi. <laughs> Con xin lỗi đã bắt cả nhà à, chị À Con ngồi xuống đi Trời ơi Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy Chị Go à Cảm ơn chị nhiều nha Chủ tịch đã giao nhiệm vụ Cho nên chúng tôi phải cố gắng hết sức thôi À Thật ra Phần lửa món ăn dạ, ở đây được. Chắc không còn việc gì nữa Chúng tôi xin phép xuống bếp Chúc mọi người ăn ngon miệng à Mẹ ruột của em đâu rồi hả Sera? Mẹ của con không tới hả Lần này con đừng có diện lý do gì nữa nha <laughs> Sao lúc nào anh cũng bên giật cho sư ra vậy? Nếu bà thông gia không tới, thì phải nói vài lời cho nhà chúng ta biết chứ. Em thấy chuyện này càng ngày càng đáng nghi rồi. Đủ rồi, im lặng đi. <laughs> Làm gì chủ? Chủ tịch à, Hồng Si tới rồi nè. Hong Hồng Si, Hồng Si Chưa tới chắc rồi. Chắc chắc à, xin chào Hồng Si, còn hoàng quá. Chắc ngoài trời nóng lắm hả? <laughs> chào em Hồng Si. Em cũng đến để mừng sinh nhật chị đó hả? Trời ơi, đây là Hồng Si đó hả? Chào con. Còn biết không cô nôn nóng muốn gặp con lắm á cô xe cô gọi hôm si ngọt ngào quá ha? cô đang cố tình gây rắc rối cho tôi đúng không tôi sẽ không để cô đắc ý đâu <laughs> à, dạ tôi đi thay đồ rồi sẽ quay lại ngay à. cô cứ mặc đồ này đi dù sao đây cũng không phải là chỗ cho cô ờ à, dạ nhưng hôm nay là sinh nhật của con dâu tôi mà cô muốn tôi nhắc lại sao cô không có quyền hay là bất cứ lý do gì để tham gia vào tỷ của gia đình tôi biết chưa nhưng mà những điều đó không hợp lý chút nào hết thưa chủ tịch lát nữa mẹ ruột của sera sẽ tới tôi cũng phải ở đây để tiếp bà ấy chứ có đinh lê ở đây rồi cô ấy sẽ lo chuyện tiếp khách cô vào trong đi <cười> <cười> hồng si à. <laughs> à đáng yêu quá <laughs> Chắc cô ngạc nhiên lắm Khi thấy chiếc nhẫn này Cô đã đưa nó cho tôi Rồi kêu tôi đi khủng bố tinh thần của Đơn Lê Tôi sẽ đem nó giao cho cảnh sát Họ sẽ sử dụng chiếc nhẫn này làm bằng chứng Đã lâu như vậy rồi Mà hắn vẫn giữ nó hả Không thể nào bây giờ cậu đang ở đâu vậy tôi muốn gặp cậu ngay sao bà ta lại không tới ta cả nhà bánh sinh nhật tới rồi nè ô uh, chắc là bánh ngon lắm đấy. bánh sinh nhật thì con chắc mẹ muốn con bất ngờ cô mở ra giùm con đi cô cô hả được không đâu mà khoan đã hình như người ta gửi lộn á trên bánh không có là tên con sao lại có chuyện đó được nè Su à, cô mở ra thử đi Ờ, à, đây chút Trên mặt bánh có ghi hàng không chữ hình rồi. như là Chúc mừng sinh nhật Ủa tên ai vậy? ơi à, 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 Làm gì vậy à, Biu Xuân? Cô lấy cái bánh thôi mà cũng không xong nữa Không phải là do em mà xây ra đẩy em chú bộ Sao cô lại đẩy cô hả? À, con xin lỗi cô, con chỉ định coi cái bánh thôi Bơi ba, à. chúng ta một cái bánh khác cũng được, con không sao đâu. Cô biết xuống, cô cũng nên đi thay đồ đi. Quần áo cô dơ hết rồi. Ây, à, thì là bực mình quá đi. Cô <laughs> ừ. bị sao chị xê ra? con nghĩ là hôm nay mẹ ruột của con sẽ không tới giữ tiệc rồi lần trước cũng vì chứng mất ngủ mà mẹ con đã không đến dự tiệc cưới con thấy xấu hổ lắm nhưng dù sao cũng quen rồi mỗi lần có chuyện gì bà ấy cũng dùng tiền giải quyết bà hiểu rồi ba không biết bà ấy bị như vậy hả à, con đừng buồn cả nhà không ai trách con đâu con đã là một phần của gia đình này nên cả nhà sẽ lo cho con đừng khóc nữa mà si ra đừng khóc nữa con nín đi mà quan nín đi con chủ tịch năn nỉ quá nên cô mới chịu tới đây vậy mà không nghe xe kêu xin lỗi gì hết lại còn phải nghe khóc lóc nhất đâu đúng là một cái gia đình rắc rối mà không si à, đúng không con không si à con thấy mệt trong người hả con muốn gặp chủ tịch lắm mà Dạ con không có sao. cô đừng lo à Ồ, anh Nhan hả? Em đã gặp mẹ chưa vậy? Đồ có dựa không hả? Mẹ có nói với em là nhớ chị không đó? Đồ rất vừa chị à Đẹp vô cùng Chị muốn coi mẹ mặc đồ mới quá Em chụp vài tấm cho chị coi đi À, còn món cá cơm chị làm mẹ ăn chưa? chị thấy lần này chị nêm hơi mặn nhưng em đừng lo lần sau chị sẽ làm ngọt hơn chị à chị bận hả chị đang ở đâu vậy chị đang ở nhà của chủ tịch nè chị muốn nghe giọng của mẹ quá em chuyển máy cho mẹ đi chị ơi mẹ của em mẹ của em mẹ ngủ rồi mẹ ngủ rồi hả vậy thì thôi hôm nay nhà chủ tịch lộn xộn lắm hôm nay chủ tịch mời chị tới dự sinh nhật con dâu anh ấy chuyện có gì đâu mà cô ta khóc như mưa vậy đó làm mọi thứ loạn hết lên à Đinh lê à. à chủ tịch đang tìm cô đó à, ở nhà 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 chủ tịch gọi chị phải đi rồi em hãy nói với mẹ lần sau chị sẽ tới thăm mẹ nha ừ chị cứ đi đi em sẽ nói lại với mẹ Hồng Si ăn đi rồi ngồi đây đợi mẹ. Bây giờ mẹ sẽ đi thay đồ, rồi sau đó chúng ta cùng về nha. Dạ. Ừ. Cái <laughs> này bị mất một tay rồi anh chị Chanh có một cánh tay robot Mình sẽ gắn cánh tay đó vào tay Con dâu anh sao rồi Đã ổn hơn chưa à, Ổn rồi à, Lúc nãy con bé có hơi xúc động một chút Xin lỗi em nha ờ thật sự lần này anh mời em là vì muốn giới thiệu em một cách chính thức sẵn tiện để xe kia con gái của anh xin lỗi em luôn nhưng mà anh không ngờ lại có chuyện xảy ra <laughs> em không sao anh đừng lo chúng ta còn nhiều cơ hội khác mà thực ra em chỉ lo cho hồng si thôi con bé rất nhớ anh cho nên nó mới chịu đi với em nhưng kỳ lạ là mỗi lần con bé tới đây thì đột nhiên nó lại ít nói và ít cười hơn hẳn luôn trong khi bình thường con bé rất hay cười anh thấy em nói cũng đúng rõ ràng con dâu anh rất thích hồng si và đối xử rất tốt với con bé mà con bé bị sao vậy dạ mấy lê nghe đây dạ nghe bây giờ luôn sao à được rồi tôi sẽ tới ủa Đình lê à bây giờ em tính đi đâu hả em đi bắt người đàn bà điên ừ, nè. À. ừ trời tội nghiệp chưa con bé ngủ mất tiêu rồi chúng ta về nhà tôi Hồng Si, Hồng Si à. Ôi trời, Hồng Si ngủ rồi hả? đợi một chút tôi đưa mọi người về. À, dạ không cần đâu, chúng tôi có thể tự về một mình được thưa Chủ tịch, ngôi nhà lớn như vậy tôi còn lo được huống chi một đứa trẻ. Ha? Nhưng dù sao bây giờ cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa về không cho. Không cần đâu Chủ tịch à. tụi em có thể đi taxi, chị cô à chúng ta ra ngoài bắt xe đi. À, được rồi, xin phép Chủ tịch tôi về, <laughs> anh không cần tiễn đâu. À, cũng đã trễ rồi, họ bị sao vậy kìa Cứ cho là cô không nhận ra tôi đi, nhưng chắc là cô không quên chiếc nhẫn này chứ. Trả lại đi. Đâu có dễ như vậy. Đây là bằng chứng duy nhất chứng minh cô đã thuê tôi theo dõi đền lề. Cậu định tự thú rồi nói hết mọi chuyện cho cảnh sát hả? Có thấy đồ cảnh sát không? Cậu sẽ làm được gì với cái nhẫn này chứ? Nếu cậu dùng nó để đe dọa tôi, thì cậu đã sai lầm rồi. Tôi chỉ cần nói tôi chưa bao giờ đưa nó cho cậu là được cảnh sát họ không ngốc đâu họ có thể tự điều tra ra được đó bây giờ tôi sẽ đưa chiếc nhẫn cho họ và nói tất cả sự thật còn chuyện tìm chứng cứ thì dễ dàng thôi họ chỉ cần coi nhật ký cuộc gọi của cô là được không được đừng đi mà đừng làm vậy tôi xin cậu đó đừng đi mà Tôi không được vô đó tôi sẽ không để cậu đi đâu đừng đi mà hôm qua chị hãy thừa nhận mọi chuyện đi hãy thừa nhận là chị đã giết mẹ của tôi tôi sẽ khủng bố tinh thần chị cho tới khi chị thừa nhận mọi tội ác mà chị đã gây ra À. gì đây sau khi biến tôi thành kẻ thảm hại cô còn dám hẹn quan Sơn tới đây hả si ơn vì cô mà cuộc đời tôi trở nên thất bại như vậy cô còn mặc dày tận hưởng hạnh phúc à tôi sẽ không để cô yên đâu tôi sẽ đòi lại công bằng cho mình cô làm mẹ mà vậy à rõ ràng cô biết John hoa sẽ tới vậy mà cô còn uống rượu nữa anh đã nhiều quá tôi uống có một chút thôi à cô như vậy sao tôi có thể để John hoa lại được chứ nếu như cô cảm thấy mình không thể chăm sóc thằng bé bộ anh đã nghĩ tôi. là tôi sẽ làm hại thằng bé hay sao hả Giờ chúng ta là người dân rồi, anh bớt cằn nhằn có được không? Anh làm ơn về nhà đi. Nếu vậy tôi sẽ tin cô lần này. Sáng ngày mai tôi sẽ tới đón con. Nhớ giữ thằng bé cẩn thận đó. Ba về đi. Ở lại ngoan nha. À. Xì hôm nay tôi sẽ dùng cách này để kết thúc chuyện tình 3 năm với cô. Tôi không có lỗi trong chuyện này. Chính cô, chính cô là người đã ép tôi. mẹ con nhớ a trong của con nhiều lắm chắc giờ mẹ đã gặp con bé rồi chứ a Trung có khỏe không hả mẹ con xin lỗi con đã không thể bảo vệ được con gái của mình giờ mẹ bỏ con rồi con không còn ai hết Đáng lẽ mẹ nên đưa con đi cùng với mẹ chứ Đừng mà Mẹ xin lỗi vì đã bắt con phải đợi mẹ lâu đến như vậy Khi mẹ tới nơi đó Con sẽ chào đón mẹ có đúng không? Giờ mẹ sẽ tới gặp con đây mẹ ơi dạy chơi với con đi con chưa ăn tối gì hết nên con rất đói bụng ờ uh, uh, mẹ đang ngủ mà mẹ mệt lắm uh, mẹ kêu con ra chỗ khác chơi rồi mà đi ra chỗ khác chơi đi ờ ờ ờ ờ Ai, mệt quá. Ủa, mẹ về rồi hả? À, chắc là Hồng Si mệt quá rồi nên mẹ có kêu con bé cũng không dậy. Ừ, sao mẹ không gọi con để con tới đón hả? Được rồi, à, con Hồng bé si nó cẩn thận nha. Hôm với anh nè. À, coi chừng dạ. để con bé dậy đó. Đi thôi. À, rồi. Gì đây? Hồng Si có đồ chơi mới hả? Để anh cất sáng mai em chơi nha. Cất kỹ quá ai cho con bé cái này vậy cánh tay anh chi trang ủa hồng si vậy rồi hả nè hồng si à con robot này em lấy ở đâu vậy con robot này em đã lấy nó ở nhà chủ tịch đó anh Em nghĩ cánh tay mà anh đang có sẽ lắp dùi với con robot này. Chủ tịch mà em đang nói tới là chủ tịch Gubimo sao? À, à. À. Hạng sáu cũng không tệ lắm Tứ hạng không quan trọng đâu con à Con đừng cười lớp đâu Ba chụp nha Cười lên Không thể nào Mình thật sự là mình là sư hưu sao? Mình chính là sư hưu.